Rồi bây giờ tới cũng có ngón tay đó ha, mà trên cắt mắt ngón tay này mà bị đau thì coi chừng cái bệnh về mắt. Thì mình nắm cái mắt thứ nhất cái chỗ này nè. Quý vị có nghe bây giờ nói cái vô giá thứ hai ha. Tôi chữa được cho một cái vị đó mà vị nói là tôi nói sạch tôi cũng xót xa lắm mà không biết làm sao. Tôi nói tôi nghe tình cảnh quý vị kể vậy thì tôi nói thật sự là tôi cũng muốn là tôi cầu cho bề trên cho tôi soi sáng tôi giúp được cái gì, chứ còn tôi thấy bệnh này tôi chữa không được. Nhưng mà ông lẽ gì yêu cầu mà tôi không khám thì nó cũng kỳ. Thứ nhất quý vị biết con vị đó bị bệnh à? Thứ nhất tôi bị loãng xương từ nhỏ. Thứ hai đó là huyết áp thấp. Thứ ba đó là con mắt mờ không thấy được. Mày chỉ nói bây giờ nếu con lì thai đó là hưu non á thì không đủ điều kiện để sống. Mà nhà có hai chị em thôi, hình như phải ráng đi làm. Mà con mắt thì có phải làm cái nghề cứ ngó vô computer hoài. Và cái thứ ba cái nguy hiểm nhất đó là khô tuyến lệ hay là viêm tắc tuyến lệ, cái nước mắt nó không chịu ra. Bình thường mình thấy nghe nó mình nước mắt mình đâu có cái gì đâu quan trọng đâu phải không? Vậy mà không có nước mắt là dễ bị mù. Cho nên mình đôi khi mình khóc vì sung sướng thì không thấy sao, khóc vì buồn khổ thì cũng là nước mắt mà thì mình cảm thấy khổ. Nhưng mà không có nó bình thường nó một giọt bụi rớt vào trong mắt lấy cái gì đưa nó ra, lấy gì đưa bụi ra, phải có nước mắt. Cho nên khi khô nước mắt á, các bác sĩ rất sợ chúng ta bị rách cái giác mạc phía trước. Nó giống như cái xe của chúng ta mà nó bể cái cửa kính nó không bể hết, nó đang nó từng đốm như là ngôi sao vậy, làm sao thấy đường mà chạy. Thì con mắt mình đóng vậy thôi. Do đó cho nên trong trường hợp đó chỉ còn một con đường duy nhất là waiting list, chờ sắp hàng để cho những người chết donation cái giác mạc đó qua cho mình. Bây giờ mới thấy là con mắt là quý không? Mà mình ở đây. Do vậy cho nên một giọt nước mắt sống như vậy, cái con này bị tình trạng đặc biệt thì mỗi một lần đi check up theo lời hẹn của bác sĩ đó thì một năm như vậy còn nó đôi khi rút cả 10 ống máu để thử những cái chất khác. Và từ cái công thức đó, cái thử cái chất đó mới chế lại một cái giọt nước mắt đó vô trong giọt mắt sống nó vô đây. Thì cô nói bây giờ mỗi lần vậy thì một chai nó rẻ lắm, khoảng 280 là thấy tiêu lương rồi. Mình xót xa, vậy mà tôi chữa là cô khóc ròng ròng, nó la được nước mắt. Thì cô nói thôi bây giờ gì cũng biết, chứ còn thầy làm được như đây là mừng quá. Cho nên cái cơ thể của mình nó rất là kỳ diệu. Mà có ai chứng kiến được nó rồi mới tin được rằng cái điều đó là đúng. Cho nên cứ mỗi ngày như vậy chúng ta cứ nếu ta nhắc cái mắt này là, cái mắt ở trong cổ tay này mà nó đau á, ta cứ kéo đi. À, thì ta sẽ biết được cái cảm giác trong mắt chúng ta có tuyến lệ nó còn hay không. Đó. Thứ hai á, ta chà các cái mắt ngón tay nè, mắt giữa là một nè, mắt ngón cái là hai nè, mắt ngón út là ba nè. Ta cứ chà như vậy. Rồi ta chà từ đường trung tâm của cái cổ tay và cái gót bàn tay từ ở dưới lên trên nè. Người xưa nói rằng á, trên cái vùng này nè, quý vị giải quyết lạ lắm. Quý vị vuốt được ở đây nè, mà nó đau á, quý vị giải quyết được cái chứng quán gà. Biết cái quán gà không? Đi Việt Nam lâu quá quên không? Quán gà có nghĩa là con gà, cái tế bào mắt của nó không giống như con người, nó chỉ có một cái tế bào hình que mà thôi. Con người mình nó khá vừa hình que vừa hình nó. Cho nên cái khi bị quán gà đó là trời sụp ánh sáng xuống á, nó không có đủ cái tế bào mắt, nó không đủ sức, cho nên buộc nó phải không thấy đường, nó phải đi ngủ. Cho nên mới gọi là chứng quán gà. Ở chỗ cái gót này nè, ai mà bị tiêu hóa mà không tốt, nó bị gọi là xì hơi đó, hoặc là mót đi cầu á, cái gì vuốt vô chỗ này đó, giống không không? Giống không? Giống có người bảo không giống.
thì giống lắm. Cái nước ở chỗ này nè mà nó đau ha, vì vuốt 7 lần nó hết cái hiện tượng móc cọc. Có nhiều người đi re đó, đi thời gian rồi nó cứ muốn đi cầu hoài mà không đi được đó, và nó bị đó. Rồi mình vuốt cái chỗ này rồi bây giờ trở lại vô con mắt sống. Từ từ khi tôi đang nói á, mà quý vị hỏi cái tôi bị cắt ngang cái ý nghĩ. Bây giờ trở lại nước mắt sống á, ta cứ tìm những con mắt này ta kéo ra này. Ở chỗ này bình thường những cái tay nó thẳng á, ta không thấy con mắt đâu, nhưng mà so cho kỹ chỗ này nó có không mắt, cái mắt nó ngô lên đó, ta xoa các cái mắt này xong rồi cái mắt thứ hai là mới lên, cái mắt thứ ba nằm ở bả vai, hai cái xương bả vai của mình nó nằm như thế này. Ở đây nó là đốt sống cổ, đốt sống lưng. Thì ngang cái đường đáy bả vai chỗ này nè, vị trí này nè, quý vị chà vô á, nó nằm ở trên cái hệ thống ngũ du tạng. Cái tức là tại sao mà người xưa cạo gió là vậy, họ cạo cái vùng này. Thì nó có những việc liên hệ với gan, mạch, tim. Cho nên ta chà theo cái đường bo, cái ranh giới của cái xương bả vai đó mà đau á, là hầu hết đều liên quan tới cái cơ bản cách. Một là tiêu hóa, hai là bị sỏi mật, ba là bị về con mắt kém, bốn là vấn đề bị hô hấp liên hệ tới tim mạch. Cho nên cái bản lề ngang cái này rất quan trọng. Mà nếu cái này kéo dài trầm trọng là mang chứng mất ngủ trầm kha chỗ vùng này đó. Cho nên ta xoa bóp ở cái vùng lưng nó rất là lợi hại. Khi ta xoa cho nó rồi ha, thì ta dồn lên cái chỗ hai cái hốc rồi sao chỗ con mắt mà tôi chỉ quý vị trong cái tài liệu ta phát á. Rồi quý vị vuốt cái mắt cá chân ở chỗ đầu gối thì có cái độc tị và tắc nhãn, còn ở chỗ mắt cá chân là chỗ này nè. Cái tiếng Việt Nam mình hay không, tự nhiên đặt tên là mắt cá, cứ nắm theo cái mắt cá này mà nhíu cái da thôi nha, giống như tôi kéo chiếc ghế vậy nè. Quý vị kéo mà da nó đau còn hơn dao cắt nữa, làm nước mắt phải ràn rụa ra thôi. Thì khỏi phải tốn tiền đi mua chai thuốc nhỏ mắt. Chút như vậy đó, chút xung quanh được không? Nè. Đó nữa tới giờ thực tập á, tới giờ thực tập về làm không sao.